Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng chào đón đội Ông Mật, là nhóm bạn đã lâu không gặp đến từ các công ty đa quốc gia. Điểm chú chung của họ là tám chuyện, nghe nhạc và thời trang. Và thưa quý vị, ở phía chiến tuyến bên kia là đội Chiến Lửa, đến từ công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu, có sở thích du lịch khám phá. Phương châm hôm nay của họ, tất cả là bằng hữu. Đây là chương trình Chung Sức, và ngay sau đây chúng ta hãy chào đón người dẫn chương trình quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Xin chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình này được sự đồng hành của Maritime Bank. Và hôm nay chúng ta sẽ theo dõi 4 vòng thi đấu giữa Ông Mật và Kiến Lửa. Một trong hai đội có giành được giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình hôm nay hay không? Trước khi 4 vòng thi đấu giữa hai đội diễn ra, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy làm quen với từng đội. Chào đội Chiến Lửa. Chào anh Tạ Minh Tâm. Mời các bạn hãy giới thiệu về đội mình. Xin chào anh Tạ Minh Tâm. Chào đội bạn cùng chơi và toàn thể khán giả xem đài. Đội mình là đội Kiến Lửa. Tôi tên là Xuân Hy, là người xinh đẹp nhất đội, nên được các anh Kiến bầu làm Kiến Chúa. Kế bên Kiến Chúa là anh Cảnh Phúc, là biệt danh là Kiến Càng. Anh Phúc sẽ càng quét mọi khó khăn của đội. Kế bên anh Cảnh Phúc là anh Ái Trung, biệt danh của anh Ái Trung là Kiến Lửa. Anh Ái Trung sẽ giữ lửa cho đội. Và người đứng cuối cùng là anh Huy Phong, biệt danh của anh Huy Phong là Kiến Trẻ. Anh Huy Phong sẽ giữ tất cả những cái ý tưởng của đội, cũng như là sẽ xây dựng kiến trúc tất cả những hành động của đội trong buổi chơi ngày hôm nay. Chúng ta vừa làm quen với Kiến Lửa, và sau đây mời quý vị các bạn làm quen với Ông Mật. Chào đội trưởng Ông Mật. Mời các bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào MC Tạ Minh Tâm. Chào đội chơi Kiến Lửa. Đội Ông Mật đến với trò chơi Chung Sức với một mong muốn là mang đến cho chương trình một sự mới mẻ, ngọt ngào như mật ong. Quý vị khán giả ơi, đến chung vui cùng đội Ông Mật. Đội chúng mình làm thành sức mạnh, góp sức vào ta giành phần thắng. Cố gắng nhé cùng Tạ Minh Tâm, đưa game show đến với mọi người. Tôi và ban cả đoàn chúng ta cùng vui. Và để không làm mất thời gian của quý vị khán giả, sau đây là phần giới thiệu của đội Ông Mật. Đầu tiên, ông chúa tôi Phương Thư. Kế bên tôi là bạn ông Hoa Huệ, bạn Huệ. Kế tiếp là bạn ông Hoa Mai, bạn Mai. Và cuối cùng là ông Hoa Phù Dung, bạn Mỹ Dung. Xin chào và xin quý vị khán giả hãy cổ vũ cho chúng tôi. Bánh hết đây, bánh gai đây. Mời quý vị khán giả đón xem phần tiếp theo. Đội Ông Mật hay đội Kiến Lửa người ta mời mua thuốc lá sẽ giành quyền kiểm soát bảng điểm. Bánh hết chồng đậu phộng. Các bạn giới thiệu rất là vui và hy vọng là chương trình của chúng ta giữa ông và Kiến sẽ thi đấu với nhau rất là tưng bừng. Mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi vòng 1. Hai đội trưởng sẵn sàng. Mời hai bạn. Mời hai đội bắt tay huấn luyện. Chúc hai đội may mắn. Các bạn chuẩn bị nghe câu hỏi thứ nhất của vòng 1. Câu hỏi này chúng tôi đã hỏi 100 người và có 8 câu trả lời của nhiều người trên bảng. Số điểm của mỗi đáp án trên bảng chính là số người trả lời đáp án đó khi chúng ta hỏi 100 người. Và giá trị của mỗi điểm thưởng trong chương trình chúng ta là 10.000 đồng. Hãy nhớ đấy. Hai bạn thử xem ai nhanh tay hơn nào. Khi đi xe lửa, mỗi lần khi xe dừng lại ở ga, bạn thấy người ta mời mua gì? Mời mua bánh. Mời mua bánh gì vậy? Bánh hít đây, bánh gai đây. Mời mua bánh.
Bạn mời mua trà đá. Xuân Thi nói mời mua trà đá. Mời hai bạn trở về vị trí. Chiến lửa danh quyền ưu tiên. Bạn Phúc, bạn có đi xe lửa rồi không? Dạ, một lần duy nhất. Một lần duy nhất, dạ. Mỗi lần xe dừng lại ở ga là có mấy người dạ. Giơ đồ lên mời bạn. Mua dạ. Mua gì bạn? Mời, mua single. Mua single. Mua single. Mời bạn Mã Trung. Trứng. Người ta mời mua. Ai mua trứng? Mua trứng không? Trứng luộc 11 điểm bạn Duy Phong. Người ta mời mua thuốc lá. Mua thuốc lá. Một lần sai. Bạn Xuân Thi, bạn thấy là mỗi lần xe lửa dừng ở ga thì bạn thấy người ta thường mời mua những thứ gì? Khi mà xe lửa dừng ở ga thì người ta ngoài thức uống xin gum trứng luộc thì người ta còn mời mua bánh mì. Mua bánh mì. Hai lần đội ông Mật Đức Quyền hội ý. Bạn Cảnh Phúc. Mua báo. Mua báo. Vâng. Người ta mời mua báo. Mua báo 7 người đồng tình với bạn. Bạn Ái Trung, mỗi lần xe dừng lại ở ga, bạn thường thấy người ta mời mua cái gì? Người ta thường mua là mua bánh ít không? Mua bánh ít không? 3 lời và các bạn xem đội bạn trả lời như thế nào nha. Ốc mất. Các bạn đã bàn xong rồi ha? Dạ. Đáp án của đội bạn là gì? Một đáp án gì nhất? Một đáp án của đội là đậu phộng. Mời mua chọn. Đậu phộng, đáp án đã được ghi nhận. Bạn đồng tình với đội trưởng chứ? Dạ, ý kiến của em là gà luộc. Ý kiến của bạn là gà luộc? Dạ, nhưng mà vẫn thống nhất với lại đội trưởng. Gà luộc. Bạn? Em là mua mía. Mua mía, mua gà luộc, mua mía. Bạn Huệ? Dạ, em nghĩ là mua trái cây ạ. Mua trái cây, gà luộc, mía, trái cây. Em chọn là đậu phộng. Bạn chọn đậu phộng, vì sao bạn chọn đậu phộng mà không là gà luộc hay là mía hoặc là trái cây? Em cá nhân em nghĩ là gà luộc thì ở một cái khu vực nào đó, còn mía cũng có thể, trái cây cũng có thể, nhưng mà em vẫn quyết định là đậu phộng. Đậu phộng, vì sao? Tại vì chỗ em nghĩ là còn chưa có đậu phộng, vì là em thích ăn đậu phộng. Bạn thích ăn đậu phộng, yeah. Bạn nghĩ là ở ga nào người ta cũng mời mua đậu phộng, yeah. Hình như có thật, yeah. Bạn xem nhé. Bán điểm, có đáp án đậu phộng không? Đậu phộng, 74 điểm, đậu phộng, đậu phộng. Các bạn hay lắm. Các bạn rất là giữ vững lập trường, đó là chiến thắng của các bạn. Sau đây chúng ta sẽ theo dõi các đáp án còn lại. Những thứ gì mà người ta thường hay mời mua ở các ga xe lửa? Đáp án 3. Trái thuốc. 6. Trái cây. Và 8. Mía. Các bạn rất là hay. Và sau đây là câu hỏi thứ hai của vòng 1. Câu hỏi này sẽ bắt đầu với thành viên thứ hai. Mời hai bạn. Chúc hai bạn may mắn. Câu hỏi này chúng tôi đã hỏi 100 người và có 7 đáp án đang trên bảng. Còn cái này là cái gì bạn? Phiếu may mắn, 1 triệu đồng. Đáp án may mắn nằm trong câu hỏi này. Chúc các bạn may mắn. 1 triệu đồng nhé. Các bạn thấy con kiến thường tha thứ gì trong nhà? Gạo. Tha. Tha. Tha gạo. Bạn nói là? Gạo. Gạo nặng quá sao nó tha được? Được. Hạt gạo. Gạo hoặc cơm được. Chắc không? Chắc. Nếu cho bạn trả lời lại bạn thay đổi. Gạo. 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 Cho tặng bạn triệu đồng mua gạo cho kiến tha đi. Các bạn trả lời như thế nào? Dạ em nghĩ là kiến tha đường. Đường. Con kiến tha đường. Đường đáp án có số điểm cao hơn. Mời hai bạn trở về vị trí. Ông bật trình liệu tiên. Bạn trông thấy con kiến nó tha gì nhỉ? Dạ tha bánh. Tha bánh. Con kiến tha bánh.
Bánh dụng 26 điểm đó là đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Còn bạn Mỹ Dung thì bạn thấy con kiến tha gì nhỉ? Dạ, tha kẹo. Con kiến tha kẹo. Bạn Phương Thư, bạn nhìn thấy trong nhà những đàn kiến nó thường tha cái gì? Em nghĩ là kiến nó hay tha thịt vụn. Thịt vụn. Tha thịt vụn. Hay quá. Bạn thấy con kiến tha gì bạn Huệ? Dạ em nghĩ là ở nhà thông thường thì em thấy nhiều nhất là kiến nó tha những cái vụn đồ ăn á, mình bánh mì. Kiến thường nó tha đồ ăn chứ tha gì, nó dạ, tha gì đồ ăn. Dạ. Kể cho đúng, kể cho cụ thể. Đồ ăn là nha, vụn bánh mì. Bánh mì vụn. Bánh mì vụn là mẫu bánh vụn. Bạn trả lời sai lần thứ hai và mời đội kiến lửa hội ý. Bạn Mạch Mai, bạn thấy kiến thường tha thứ gì ở nhà? Dạ theo em thì kiến hay tha những cái vật ngọt, ví dụ như là bánh thì có rồi, kẹo thì không có. Năm, bốn, ba. Dạ, sô-cô-la. Tha sô-cô-la. Tha sô-cô-la.